Kính chào toàn thể ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với công trình trên nhà của cháu Phượng, cô chú ạ. Sáng nay thì Ngân đang có mặt trên nhà của cháu, và như cô chú, các anh chị và các bạn thấy là phía sau thì anh em thợ của mình đã bắn gần như là hoàn thiện cái mái nhà cho cháu Phượng rồi. Bây giờ chỉ còn bắn những cái ốp bên sườn và ốp trên cái nóc nhà nữa là chính thức là sẽ hoàn thiện cái mái nhà của chú ạ. Rất là vui mừng cho cái sự hoàn thiện dần dần này của ngôi nhà của cháu. Hy vọng sẽ được các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn sẽ đồng hành với video tiếp theo này trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Bây giờ thì mời các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn sẽ cùng đi với Ngân để qua bên kia để cùng chứng kiến anh em thi công tiếp những cái giai đoạn tiếp theo của công trình nhà cho Phượng. Xin kính mời ạ. Bên đấy còn ốp nữa là xong mà anh Dũng. Vâng. Cái đấy sao dài thế nhỉ? Nó cắt cho mình dài thế nhỉ? Nó làm nhớ nhớ nhỉ? Đây. Em đấy, em đo là 4 cái là 3m8 theo đúng cái tấm tôn của mình mà. Nó cắt nhầm rồi cái này. À. Thế là cắt nhầm rồi, nhưng cũng không sao, quá mình phải nối thôi đúng không? Đúng rồi, nối thôi chứ nó cũng có ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Ừ. Có cái nào ngắn hơn không? Có ngắn cái này, nhưng mà cái này nhớ ốp sườn của nó. Không phải là nóc. Ôi trời nào, cái dưới này nó cũng là giống kiểu đấy thôi. Đấy, như cô chú, anh chị và các bạn thấy là trên kia thì anh em đang bắt đầu bán cái ốp rồi. Sau đấy thì lại bán cái ốp ở trên nóc nữa. Thôi cắt, đành cắt ra cho nó nối cũng được. Cũng không ảnh hưởng gì đâu, chứ nó không... Đấy. Chắc là bên chỗ xưởng tôn người ta đo nhầm ấy. Cho 3 cái thôi. Cái này nó làm 4 mét. À, làm 3 cái à? Chắc là cho 3 cái như thế là chắc là nó bắt mình phải cắt lấy. Chứ bình thường ra là em bảo là phải cắt là 4 cái, mỗi cái 3m8 theo đúng cái mái được luôn. Thì mình chỉ dư một tí để lúc mình cắt cái góc đi thôi mà. Mà không sao đâu. Nó tính mét thì đủ. Tính mét. Thế là chứng tỏ nó cắt cho mình kiểu đấy thôi. Như vậy là bên cái mái phía sau này thì anh em cũng đã bắn cái tấm tôn cuối cùng rồi. Sau đấy là bắn ốp nữa là hoàn thiện cái mái nhà luôn đấy cô chú ạ. Rất là nhanh. Cái khung mái tôn thì rất là chắc. Như cô chú, anh chị, các bạn thấy là anh em có thể leo trèo lên trên kia cái mái tôn thoải mái như vậy, đi lại như vậy là rất là chắc đấy cô chú ạ. Nhất là khung chắc, và thứ hai là cái tấm tôn cũng là bền chắc dày, loại tốt luôn, anh em đi thoải mái lên như thế cơ mà. Thứ nhất là mình bắn được 5 cái xà ngang kia, nó cũng sát sát nhỉ. Đấy. Hai là tôn nó cũng dày. Vậy là cái góc bên này chỉ cần bắn thêm cái ốp nữa là bắt đầu xong rồi đấy. Sau đấy thì bắn tiếp cái ốp ở bên cái góc tường bên kia và ốp ở bên trên mái nữa là xong, hoàn thiện. Thank you.
Vậy là xong một bên rồi nha. Lại di chuyển qua bên kia. Như vậy là với cái tiến độ như thế này thì chắc chắn là trong buổi sáng ngày hôm nay là sẽ hoàn thiện cái mái nhà của cháu của chú ạ. Bây giờ thì anh em sẽ bắn cái ốp ở trên nóc nhà, xong rồi di chuyển qua bên kia luôn. Hôm qua mua cái silicone để làm cái kia rồi chứ. Chuẩn bị hết rồi. Vài anh chị xem video thì có nói là nhà này thì mái nó thấp quá. Nhưng thực tế là cô chú ạ, khi mà xem video thì có lẽ là cô chú thấy như thế, hay anh chị có thể là anh chị thấy như vậy. Tuy nhiên là cái nhà này không hề thấp một chút nào đâu cô chú. Cái bức tường, cái chỗ thấp nhất là từ dưới mặt đất lên trên trên cái mái tôn đó là 3 mét, còn bên chỗ cái nóc nhà đi xuống đó là lệch nhau, chênh lệch thêm 1m2 nữa là 4m2 rồi đấy. Nó rất là cao rồi đó cô chú. Nhà với cái diện tích như này thì mình chỉ cần làm như thế này là cũng thích hợp. Thứ hai nữa là khi mà mình lợp mà cái mái pro thì mình có cần phải, mình mới cần phải xây cao lên như thế. Còn lợp bằng cái mái tôn như thế này, mình chỉ cần xây như thế này thì nhìn nó hợp lý và nó cũng cân đối rồi ạ. Vậy là còn một tí cái chỗ ốp nóc này nó là xong, hoàn thiện cái mái rồi cô chú ạ. Sau đây anh em sẽ đo để cắt hai cái lỗ để làm cái lỗ lấy ánh sáng, nữa là hoàn thiện. Ui giời ơi, sao ngồi cái gì buồn cười thế? Thùng xăm à? Thùng xăm hay sao mà ngồi như thế? Ui giời ơi, đi cái thế mà cũng lái được giỏi đấy nhỉ. Không có chỗ ngồi. Ngồi này thôi. Rồi, chúc. Trời giỏi.
Sau khi mà bắn hoàn thiện thì anh em sẽ dùng silicon để đi hàn lại những cái vết mà những cái vệt mà lỗ bắn đinh để cho nó không bị giọt này. Như vậy là còn có mấy cái đinh nữa là hoàn thiện cái ốp nóc là xong cái mái nhà của chuộng. Này chắc là cũng phải có trải qua một trận mưa đó mình mới kiểm tra được kỹ càng được nhỉ. Vâng. Dòng cao su rồi. Có chỗ nào kiểu mình bắn lệch một chút này là may nó mới chẳng may như thế nó mới hở thôi. Và hai anh em à? Hai anh em cùng chung nhà? Không phải à? Anh em nhưng mà không chung nhà. Anh em nhưng không chung nhà. Ở chung nhà. À. Suốt ngày đi chăn bò thế này đấy. Như vậy là mái tôn đã được bắn hoàn thiện rồi. À, kể cả những cái ốp sườn, ốp nóc cũng được hoàn thiện rồi của chú. Bây giờ thì anh em đang bắt đầu là đo để cắt cái khoảng ô để lắp một cái tấm sáng lên để lấy ánh sáng đi cô chú ạ. Làm cái này vào để nó lấy ánh sáng, thứ nhất là cũng trong cái ngôi nhà thì nó cũng thoáng hơn, thứ hai nữa là sẽ tiết kiệm được điện cho cháu của chú ạ. Và cũng không có để quá là rộng. Tấm nhựa này thì nhiều cô chú bảo là nó hay hỏng nhanh, nhưng mà thực tế ra nếu mà mình mua cái tấm mà chất lượng đó cô chú ạ, nó cũng gần như là ngang bằng với cái tấm tôn luôn á. Cho nên là quan trọng là mình tiền nào của đấy mình mua cái đồ tốt thì nó sẽ tốt thôi. Bây giờ là sẽ dùng cái tấm trắng kia để lợp vào. Trong cái gian nhà bếp này sẽ có một cái khoảng trống như này. Anh em lại quyết định để lại là 40-40 hình vuông như thế này. Nhìn nó sẽ rất là sáng của chú ạ. Sáng hẳn luôn đấy. Sáng trong cái gian ngôi nhà bếp này. Mặc dù là chưa có bật điện nhưng mà tôi thấy sáng rồi. Đấy của chú ạ. Vít đinh trước à? Nhựa dẻo. Đấy. Cái này dẻo lắm. Sau khi mà bắn đinh cố định cái tấm trắng này thì anh em bắt đầu dùng cái keo silicone để dít kín lại, sẽ không có chuyện là nước mưa lọt qua khe được. Như vậy là cái ô sáng đầu tiên đã được anh em mình hoàn thành rồi.
Bây giờ là cái bên gian phòng khách thì ngăn cũng thiết kế thêm một cái nữa để nó sáng cái gian phòng khách nữa là kết thúc cái công việc buổi sáng ngày hôm nay cũng như là hoàn thiện 100% cái mái nhà cho cháu Phượng. Anh em sẽ cố gắng làm nốt cái này nữa thì sẽ kết thúc công việc buổi sáng ngày hôm nay. Cắt ra là thấy sáng hẳn đấy. Chỗ nào đây chưa thấy xuất hiện. Đấy. Sáng hẳn ra luôn. Bên cái khu nhà bếp này như thế này hoàn thiện rồi đấy cô chú này. Đấy, có cái ô sáng này thì trông cái ngôi nhà nó cũng sáng hẳn ra luôn. Bên này thì anh em đang cố gắng làm một tí nữa là xong. Bên này mình cũng để 40 nhỉ, đều nhau đúng không? Đấy. Đấy, 40 đều nhau nhìn nó đẹp hơn. Đấy. Bên góc của những cái vị ruồi này thì anh em bắn rất là khít. Cái này thì không lo cái nước mưa nó hắt vào cũng như là gió lùa vào đâu cô chú. Tất cả những bên này sau này cũng sẽ làm như thế. Cơ bản là bây giờ là sẽ để trát tường xong. Còn hoàn thiện thì anh em sẽ xử lý luôn. Cố gắng lên, gần xong rồi. Đấy, ở dưới kia thì Ngân vẫn lấy dư ra một cái tấm tôn xốp của chú ạ. Để sau này khi mà hoàn tất hết những cái công việc ở trên này, trên ngôi nhà này sẽ anh em sẽ thiết kế những cái ô văng của bên những cái cửa như thế này, là bên những cái cửa sổ thì có thể là che cái nước mưa nó hắt vào, cái ai nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn. Anh em làm rất là cẩn thận, quét cả những cái bụi bặm ở trên kia xuống khỏi nó bẩn cái mái tôn luôn. Cái đấy còn mỗi cái đấy là xong anh, mỗi cái bắn silicone là xong à? Vâng. Sắp xong rồi nhỉ? Để Phượng đi về học ngày hôm nay thì thấy nhà của mình đã được lồng hoàn thiện rồi. Chắc là cháu cũng vui lắm, cũng háo hức chờ đợi lắm. Bởi vì chắc chắn là không chỉ riêng cháu Phượng mà rất là nhiều những cái cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đặc biệt là éo le khi mà bị mồ côi cả cha lẫn mẹ. Được các ông bà, cô chú, các anh chị giúp đỡ. Giống như là đang sống trong một giấc mơ. Đang cuộc đời đang rất là khó khăn, không biết bám víu vào ai, chỉ là sống qua ngày, qua với những người thân cũng khó khăn, mà bỗng dưng có những cái căn nhà đẹp như thế này, cố định như thế này, đủ che nắng che mưa như thế này, ấm áp như thế này thì chắc chắn đối với các cháu còn hơn cả một giấc mơ của chú, các chị, các bạn ạ. Chính vì thế thì ngoài cái việc là có một người nhà còn có thể là động viên, là ý nghĩa để giúp các cháu có một cái cuộc đời hy vọng hơn. Thật sự rất là biết ơn những cái tình cảm, sự yêu thương, giúp đỡ của cô chú, các anh chị, những nhà hảo tâm xa gần đã tạo điều kiện chia sẻ những cái tình yêu thương để có những cái phép màu trong cuộc sống như thế này. Còn bịt mỗi cái silicone này nữa là vào cho nó chắc chắn, không bị dột mưa nữa là hoàn thiện rồi. Xong chưa? Cũng chưa rồi đấy. Ui. Vừa đủ giờ đấy. Khô cứng chưa? Vừa có đấy có 10 phút đi. Này cả buổi thì có mà. Ổn lên đây 100% máy đã xong nhỉ.
hoàn thiện mái rồi. Một tấm thì là quá là sáng, mình chỉ cần tí tí này, một phần mấy, một phần tư à? Sáng nó nhiều quá. Ê, nhìn nó chói, những cái hôm nắng nó cũng dọi cả cái ánh nắng vào trong nhà cũng không hợp lý lắm. Cái này thì làm nhỏ nhỏ này thì không sao cả, miễn là nó có ánh sáng. Ok chưa anh? Rồi, xuống rồi, cẩn thận nhá. Vậy là kết thúc mái nhà trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì anh em sẽ chuẩn bị ăn cơm cho bữa trưa. Cháu Phượng thì vẫn thấy chưa đi học về nữa. Còn buổi chiều nay thì tiếp tục anh em sẽ chuyển khai là chắt tường. Phượng về rồi à? Ôi giời, hôm nay về học cũng không sớm không muộn nhỉ. Lại lấy đồ về để kiếm tiền à? Lại cho bác Ngân xem nào. Bác tưởng là hết rồi chứ. Lấy nhiều thế. Mấy cái này ở đây là mấy chai đây? 5 chai á? Ồ, nóng không mà sao mồ hôi toát như thế nhỉ? Bác cháu mình tham quan ở vòng thế nào. Đấy, sau đây là về ăn cơm nha. Hôm nay là có các bác thợ cùng ăn với nhà mình. Coi như là tổng kết mái nhà nha. Chào bác ạ. Đấy. Đấy, bác thợ chính hôm nay có đôi dép style nhỉ. lên trên nhà này, thấy chưa? Mái nhà bây giờ là hoàn thiện cả bên trên và bên dưới, cả đằng sau và đằng trước rồi. Đó, thấy chưa? Vào thử trong nhà này mình xem. Rồi. Bây giờ nhá là không à cài cái này cho bác nào. Đây bác cài cho. Rồi. Bây giờ là không lo bị nắng bị mưa gì nữa nhá, từ nay nhá. Đó. Thấy chưa? Sáng chưa? Sáng không? Sáng nhỉ. Đấy, con biết vì sao mà sáng không? Đúng rồi, có cái ô sáng như thế này. Đấy, bác Ngân này nhờ các bác thợ là thiết kế một cái ô như thế để nó sáng trong cái phòng khách này. Bởi vì là cái nhà của mình chiều dài của nó vào tận trong này đến 6 mét cơ. Đó, cho nên là nếu như cái cửa nó ngoài kia thì mình không có cái ô thoáng chiếu vào trong này thì nó sẽ rất là tối. Sau này, ở chỗ này những cái lỗ này nó không có đâu. Các bác thợ sẽ bịt kín lại cơ. Đó, ở đây thì chỗ này treo làm cái bàn thờ, treo ảnh của mẹ ở trên đấy. Đó, thích không? Đó, xong rồi thôi trước mắt là bác chưa có dám nói xa xôi gì cả. Nhưng mà ví dụ sau này có một cái bàn như thế này chẳng hạn, để như ngày Tết này, đúng không? Ngày Tết là hay làm mâm ngũ quả ở như thế, cậu bợi có làm không? Có. Đấy, có nải chuối, có quả bưởi, đúng không? Cái bàn nhỏ nhỏ thôi. Đấy là để cho xong rồi mua lên một cái bóng nháy mười mấy nghìn đấy. Xong rồi cho nó lung linh, cho nó nhà, cho nó đẹp, đúng không? Cho nó có không khí với bạn bè với người ta, đúng không? Đó, xong rồi dần dần bên nhà bếp này cũng thế này. Đấy, vào trong này sáng trưng. Đấy, nhà bếp này sẽ sáng hơn. Là thứ nhất là bởi vì là có cái cửa sổ ở đây. Đó. Thứ hai là có cái ô thoáng ở trên kia cũng có, đúng không? Rồi, thứ ba nữa là có cái cửa ở chỗ này nữa, có cả cái ô thoáng ở chỗ này. Cho nên cái trong nhà bếp của cháu nó rất là sáng. Sáng là thứ nhất là nhìn cái nhà nó thoáng hơn, nó không bị tù, không bị bí. Thứ hai nữa là mình không phải bật điện. Làm tối quá thì ban ngày cũng bật điện, thì một tháng thì tăng lên cả bao nhiêu tiền điện thì lấy được tiền mà trả, đúng không? Cho nên là bác phải thiết kế cái sáng như vậy. Thế còn bên phòng hai cái phòng ngủ này thì mình không cần nữa. Mỗi phòng đều có cái cửa sổ hết rồi, nó cũng sáng rồi, thấy chưa? Cháu nhìn nó sáng, bây giờ nó cũng sáng rồi đây này. Đó, đúng không? Dạ. Ở bên phòng kia cũng thế. Rất là tuyệt vời. Như vậy là ngày hôm nay là đến ngày hôm nay là đã hoàn thiện được cái mái nhà cho cháu rồi. Dạ. Bây giờ là không lo nắng, không lo mưa gì nữa. Dạ. Bây giờ cùng lắm là có mưa là lên trên này ở tạm cũng được nha. Dạ. Đó, quan trọng là trước mắt là phải lên làm được cái nền này đã. Cái nền thì bác Ngân sẽ nghiên cứu. Dạ. Nếu như có điều kiện mà ông bà giúp thêm thì bác sẽ làm cái đá hoa. Còn không thì mình sẽ dùng một cái nền xi măng mình tráng. Tráng bóng bóng đấy, thì mình ở cái nền xi măng như thế này cũng sạch sẽ rồi, mình quét đi thường xuyên ấy. Nhưng mà
À, trước mắt thì thôi thì cứ buổi chiều nay thì các bác thợ là sẽ chát tường, phải chát tường xong thì mình mới làm được nền. Đấy, chát tường này thì mất khoảng độ 3-4 hôm nữa. Đấy, bác thì hy vọng rằng 3-4 hôm nữa thì sẽ có ông bà giúp đỡ thêm để bác sẽ làm cái nền nhà. Còn nếu mà chưa có thì bác sẽ cố gắng lại chờ thêm 1-2 ngày. Ví dụ như mình sẽ dừng 1-2 ngày cũng được. Xong bắt đầu chờ ông bà, nếu mà 2 ngày mà không không có ông bà giúp thêm thì lúc đấy bác sẽ dùng bằng nền tráng xi măng để ở tạm đi. Để còn đỡ hơn là không có nhà để ở, đúng không? Yeah. Ừ, thế là trước mắt là như thế nhá. Yeah. Cảm giác của con ngày hôm nay như nào khi mà đi học về, tôi thường thấy ngôi nhà của mình được lợp cái mái xanh như thế này rồi. Con thấy rất là vui ạ. Con cảm ơn các cô chú, các ông bà đã giúp con có một ngôi nhà. Con chúc các ông bà, các cô chú luôn mạnh khỏe ạ. Thành công trong công việc ạ. Con phải hứa cố gắng học tập nhé, để ngoan nhé, nghe lời bà, nghe lời cậu mợ, để mình khôn lớn hơn, mình trưởng thành hơn, để học tập thật tốt, cố gắng hết khả năng của mình để cùng phụ lòng những ông bà, cô chú đã giúp mình có một ngôi nhà như thế này nhé. Ừ, đấy thì tạm thời là như thế. Thì buổi chiều nay cháu có đi học không? Có. Thì bây giờ thì mình bác cháu mình cũng phải dừng video ở đây để ăn cơm trưa đi nhé. Xong rồi bắt đầu còn chuẩn bị để buổi trưa đi học. Bây giờ là cũng muộn rồi, gần 12 giờ trưa rồi còn gì nữa nhé. Vâng ạ, kính thưa các ông bà, các cô chú cùng những nhà hảo tâm, cho đến ngày hôm nay thì trên công trình của nhà cháu Phượng mái đã được anh em thợ lợp hoàn thiện rồi cô chú ạ. Rất là cảm ơn sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú, nhà hảo tâm trong thời gian qua đã thương yêu cháu Phượng, giúp những cái khoản kinh phí để cho đến ngày hôm nay, mặc dù ngôi nhà chưa được hoàn thiện 100% nhưng về cơ bản đã có một cái chỗ để che nắng che mưa rồi. Thực sự Ngân rất là mong muốn là trong thời gian tới này sẽ được các ông bà, các cô chú, nhà hảo tâm xa gần sẽ giúp đỡ thêm để Ngân có đầy đủ cái khoản kinh phí giúp cháu Phượng có thể là lát được cái nền nhà và làm cửa. Sau đấy thì sẽ tính đến những cái hạng mục phụ như là trong nhà vệ sinh cô chú ạ. Thật sự rất là biết ơn, những trân trọng những cái tình cảm của cô chú để cho cháu Phượng sẽ có một cái ngôi nhà ấm áp mà và yêu thương để giúp cháu có một cái tương lai tốt đẹp hơn, tràn đầy hy vọng hơn, bù đắp được những cái phần nào khó khăn, những cái sự bất hạnh mà trong thời gian qua suốt cái quãng trình tuổi thơ của cháu đã phải trải qua. Video ngày hôm nay bác cháu mình sẽ khép lại tại đây để cho cháu Phượng cũng chuẩn bị là ăn cơm và chiều nay sẽ bước vào đi học nữa. Ngân cũng hẹn gặp lại toàn thể các ông bà, các cô chú trong buổi chiều ngày hôm nay trên công trình nhà cháu Phượng. Xin kính chúc các ông bà, các cô chú, các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và tràn đầy niềm yêu thương. Xin kính chào.